Sáng nay tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị khu vực 3 tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia Việt Nam trên Biển Đông. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia nhà khoa học thuộc các đơn vị nghiên cứu giảng dạy thông tin xuất bản của Học viện Chính trị khu vực 3 và các đơn vị liên kết, đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo và trường chính trị một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Hội thảo là diễn đàn để các đại biểu trao đổi thảo luận để làm rõ quan điểm chủ trương của Đảng trong lãnh đạo đấu tranh, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia Việt Nam trên Biển Đông, trong đó tập trung nhận diện những nhân tố tác động và đánh giá thực trạng trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, đúc rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên Biển Đông. Tất cả những cái giải pháp, những cái vấn đề như vậy thì nó cũng có ý nghĩa rất là thiết thực để chúng ta thực hiện một cái chiến lược tổng thể toàn diện trong việc nâng cao cái tiềm lực, cái sức mạnh, cái vị thế của quốc gia biển Việt Nam, và chúng ta phát huy tất cả các cái nguồn lực để tạo ra cái sức mạnh tổng hợp trong cái cuộc đấu tranh cũng hết sức là khó khăn, lâu dài, phức tạp để bảo vệ cái chủ quyền, cái lợi ích quốc gia của Việt Nam trên Biển Đông. Hội thảo cũng đã nghe 29 tham luận của các nhà khoa học, các đại biểu tập trung vào các vấn đề chủ yếu như Biển Đông trong cạnh tranh chiến lược của Mỹ, Trung Quốc và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển giai đoạn hiện nay, quan điểm và lập trường của ASEAN trong vấn đề Biển Đông và tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, pháp luật quốc tế trong giải quyết tranh chấp trên biển của một số quốc gia trên thế giới, cùng nhiều nội dung chuyên sâu khác. Chúng ta cũng đã có cái sự chuẩn bị cụ thể như là những cái vai trò của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế, để khi cần thiết chúng ta sẽ sử dụng cái cơ chế pháp lý đó. Và cái mục tiêu bài tham luận của mình đó là hiện nay đã có nhiều cái tranh chấp, và giữa các quốc gia tranh chấp đó cũng đã sử dụng cái cơ chế pháp lý, và một số quốc gia cũng đã rất thành công trong việc sử dụng cái cơ chế pháp lý này. Và đây được coi là những cái bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam chúng ta, nếu như trong tương lai chúng ta sử dụng cơ chế pháp lý này. Trên cơ sở tham luận và các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội thảo, ban tổ chức sẽ tổng hợp và chắt lọc để kiến nghị với các cơ quan trung ương và chính quyền các tỉnh khu vực miền Trung về các giải pháp trong công tác bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia Việt Nam trên Biển Đông trong tình hình mới.